Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là cũng có anh Gáp cũng đến quay nha, chị Loan nha cô chú. Thì em cũng quay lại được rồi đến cho cô chú anh chị được xem. Anh như hâm mộ chị Loan quay mà YouTube mà. À YouTube hả? À YouTube luôn ạ. YouTube kênh gì vậy anh? Kênh Xanh SM. Xin chào các mọi người. Cảm ơn 204.000 người nha mọi người đang theo dõi và ra trực tiếp trên kênh YouTube của mình. Thấy những trường hợp như vậy thì mình cứ quay lại. Bị hóa xanh mọi người. Hãy đứng quay với một thiện ý đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà hả, rõ ràng là bỏ chạy. Đúng rồi, sao kỳ ta. Không có thể gì. Đứng quay thì người ta thường thường là tâm lý là hỏi là dụ như mình nói cái kênh mình ra để cho mọi người biết vô coi. Mà này là mà, nói. Mà hả bình thường nha là hả thấy mặc đồ thường quay giờ mặc đồ công nghệ luôn là mặc đồ xe shipper rồi. Cái này là em mình không hiểu sao nó có che mặt nha, che mặt luôn, biểu hiện lạ ta. Khi mà mình hỏi là bỏ chạy luôn á. Nhưng mà quay rất kỹ, là nãy mình thấy zoom là kỹ. Đúng rồi, zoom kỹ lắm, không biết là có ý đồ gì đây. Mà hỏi kênh gì nói kênh YouTuber, mà ta hỏi kênh gì cũng không nói luôn, mà thấy lạ nha. Nói chung anh em phải cẩn thận quay tiếp cận. Mình chỉ là bình thường thôi. Nhưng mà hả, anh thấy đó người có tập thì đúng rồi. Anh nhìn con chạy ráp này mọi người nè. Như mình là hỏi cái là anh chạy đó. Đúng rồi, hỏi cái là chạy luôn á, chạy không quay này luôn á. Anh chở khách tới đây hả? Không, qua đây coi tình hình sao nè. Anh đến vượt loa đó anh. Anh có gần đây không? Anh có gần đây không anh? Bây giờ anh cố gắng đi, sắp tới rồi, cũng sắp tới kết thúc rồi. Cố gắng quan sát ở ngoài, bên ngoài mình cảnh giới cao độ, mỗi người một góc. Anh em phải đứng mỗi người một góc, đừng có túm tùm lại. À, mỗi người một góc hả? Ừ, để canh nhà ông Loan nè, bên hẻm, nhiều lúc ở bên hẻm người ta đi luồn trong hẻm á. À, thì cái... Không những mà mỗi người một góc nhau, trời mưa em còn ở đây, em nấp em canh nữa. Đúng đó. Rồi, mình phải giống như là phục kích vậy đó, đứng canh. À, mỗi người một góc chứ mình đừng có tụm lum, nhiều lúc là bị đánh lạc hướng. Em lúc nào cũng bên cạnh chị Loan. Nhiều lúc là bị đánh lạc hướng không? Nhiều lúc là ví dụ là một người đứng ở đây, cái bắt đầu mấy anh em túm ở đây thì phía bên kia họ đã tiếp cận được rồi. Cho nên là mấy anh em phải ngó trước ngó sau phòng ngờ. Không, lúc nào em cũng ngó hết à. Em phải là kỹ lưỡng. Thì bây giờ mình cũng không biết được như thế nào, nhiều người bịt mặt quá. Nhiều lúc người ta giả mặt xe công nghệ. Không thì mình cứ thấy mà ai mà khả nghi thì mình cứ tới mình hỏi chuyện bình thường chứ có gì đâu. Đó là người bình thường người ta sẽ trả lời mình rất là cởi mở chứ đâu có gì đâu. Còn những người mà khi mà người ta đang làm chuyện mờ ám á, phải mà tiếp cận mình hỏi ta, người ta rất là sợ và người ta bỏ chạy giống trường hợp lúc nãy. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là có nhiều cái máy quay nó đỡ hơn, xử lý khéo. Mình có chuyện gì là mình ập lỡ là mình quay liền. Đây cho quay cảnh cảnh luôn. Nói chung là người ta fan Hồng Loan là người ta cho quay à, không có gì hết. Cảm ơn anh nhé. Đó cô chú thì nói chung là buổi trưa ngày hôm nay cô chú anh chị thì mấy anh em của tụi em cũng có mặt tại nhà chị Loan, nhưng mà cũng có một anh trai á thì chạy xe là công ngỡ hơn anh vừa rồi á, đúng không anh? Đúng rồi. Thì anh cũng có đến trước nhà chị Loan và anh cũng có nắm cái điện thoại để quay lại. Thì mấy anh em của tụi em á nha cô chú, thì nói chung là thấy người lạ mà nắm cái điện thoại quay trước nhà chị Loan thì mình tụi em cũng đến là hỏi thăm á. Thì hỏi anh trai là ủa anh quay trước nhà chị, quay lại nhà chị Loan là có cái ý gì không? Đó thì anh mới nói rằng là anh cũng làm YouTube. Thì các anh em cũng nói là ủa anh làm YouTube thì kênh anh kênh gì, anh có thể nói ra được không? Đó thì anh không nói gì và anh bỏ chạy luôn. Bỏ chạy luôn á cô chú. Thì nói chung là tụi em cũng ghi hình lại để chia sẻ đến cho cô chú anh chị được xem. Dạ đó. Thì cũng có các cô cũng nói rằng là cứ thấy người lạ đến quay. Thì có vấn đề nghi vấn á thì anh em nên tiếp cận quay lại hết. Thì ngày buổi trưa ngày hôm nay tụi em cũng quay lại để chia sẻ đến cho cô chú anh chị xem. Dạ. Đó cô chú thì hiện tại bây giờ là cũng có
cũng đến nhưng mà chưa biết là có vào nhà chị Loan hay không nha cô chú. Chị Loan, vô nhà chị Loan. Dạ. Hai cô là ủng hộ cho chị Loan anh. Dạ. Không phải nha cô chú, thì nói chung là có sao tụi em nói vậy thì các cô này là đi vào trong hẻm chứ không phải là khán giả đến nhà chị Lo mua hàng nha anh đó, thì có sao thì mấy anh em mình chia sẻ thật. Đó, anh vào tiện thì vừa rồi là như anh thấy cái một cái anh đó là mà quay của mình. Dạ thì nói chung là bây giờ mấy anh em mình thì cũng chả biết được đó cô chú, thì hiện tại bây giờ là cũng có một anh cũng quay phim tụi em xong rồi đi vào trong quán cà phê ngồi cô chú anh chị đó. Thì nói chung là bây giờ thì không biết, nhiều khi người ta quay nhưng mà mình đâu có làm gì đâu, mình sợ mình không, cứ cho quay thoải mái. Chị Loan, dạ. Quay mình cũng khoảng cảm giác chứ anh. Dạ. Khi anh đó cũng quay mình, sao mình biết được cái câu chuyện đó anh. Dạ. Nhưng mà em nói với anh nè, mấy anh em mình ở trước nhà chị Loan á, quay chị Loan buôn bán hàng thôi, mình đâu có làm gì đâu nè, mình sợ ai muốn quay mình thì quay đi, không sao hết. Nhưng mà những cái đối tượng. Đâu mình sợ, mình quay để cho chị Loan buôn bán đồ thôi. Em nói với anh, nhưng mà những cái đối tượng lạ mà có cái ý định xấu đến nhà chị Loan quay như vừa rồi ấy, thì mà là mình phải tiếp cận lên để mình quay lại. Dạ. Đâu phải là chuyện giỡn, nổi mà không trả lời. Nếu mà người thật á, như anh đó anh nói là anh cũng làm YouTube, thì mấy anh em mình cũng nói rằng anh làm YouTube thì kênh anh kênh gì anh có thể nói ra đó cho các anh em biết, và có thể là bấm vào xem coi thử anh đó có thật hay không. Mà khi hỏi thì anh đó không trả lời, bỏ chạy đó. Thì cô chú, cái này không biết ra sao anh. Thì cái đó là phải có một vấn đề. Ví dụ như em quay chị Loan, ai hỏi em kênh vậy, em nói em là Quynh Vlog hay là anh giàu tiền Vlog, mình có thì mình nói chứ mình đeo quan ngại gì, đúng không? Mình bức xúc là bức xúc cái anh đó mà không biết sao mà quay nhà chị Loan cũng khoảng 2 phút anh. Dạ. Là hỏi mà tại sao ảnh không trả lời, ảnh nó trả lời là anh làm YouTube. Dạ. Đó cô chú. Anh hỏi cái kênh mình hỏi lên, ảnh không trả lời, anh bỏ chạy luôn. Dạ thôi giờ em cũng xin phép cô chú anh chị là và các bạn em kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha.